Hey, chào mừng bạn đã đến với Udip. Ở trong video này thì chúng ta sẽ học về một cái hệ thống đó là hệ thống skill ha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể xem là cái cách để mà chúng ta làm một cái hệ thống skill như thế nào. Cái video này thì không dành cho những cái bạn mới ha. Những cái bạn mới thì khá là khó tiếp cận bởi vì trong này nó có những cái phần nâng cao khá là khó hiểu do vậy là nếu mà các bạn mới mà xem cái video này mà có cái khái niệm nào mà không hiểu vậy thì nên đi tìm hiểu về cái khái niệm đó rồi quay lại tiếp tục à, xem tiếp nhá cứ gặp cái khái niệm nào không biết thì chúng ta đi tìm hiểu xong rồi chúng ta sẽ quay lại và chúng ta xem và chúng ta làm theo ok nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhá